tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện Thầm Lặng của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tập truyện được nhà xuất bản Thụy Hương xuất bản tại Sài Gòn năm 1967. Người đọc Thái Hoàng Phi. Truyện Má ơi má. Coi chừng té xuống mương. Con Nhộng đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn trời bằng đôi mắt sâu, trong đó không thấy chồng. Và cả bọn đều cười rộ lên, một trận cười không ác ý. Con Nhộng cũng hiền lành cười rồi hỏi: Mương gì? Ở đâu? Mương mới đào. Con bé mù biết bạn hữu gạt mình nên lại cười lặng lẽ rồi tiếp bước. Con Nhộng mù từ hồi mới lọt lòng mẹ, do sự dốt nghề của bà mụ vừa mà ra. Chứng mù này ở thôn quê ta dễ thường có đến 5-6 đứa bé sơ sinh mắc phải trong 100 đứa bé ra đời. Các bà mụ vừa của ta không biết rằng công việc tối cần và đầu tay của các bà khi đứa bé lọt lòng là săn sóc đôi mắt của nó, vì đôi mắt ấy đã bị nhiễm độc lúc lọt lòng. Những đứa bé mù chứng mù ấy thuộc lòng từng hòn sỏi, từng bụi cỏ trong làng, và bất kỳ cái mưa mới đào nào chúng nó cũng hay tin trước thiên hạ cả. Con Nhộng dày đoàn với bạn hữu của nó để đi xuống vườn của Hương Thân Quế ở cuối làng. Vườn đây là vườn cao, xứ Đồng Môn này cao trồng thành những sở to như dừa ở Bến Tre, và có vườn cao đông đúc hàng năm 3.000 cây. Má mẹ uống thuốc đó có bớt không? Bà bị giật té xuống đất, thuốc mạnh lắm nhưng sao không thấy bớt? Mặc dầu mù lòa, con Nhộng phải làm để nuôi mẹ, vì má nó bại sụi tay chân đã 3 năm rồi, cứ nằm một chỗ không làm ăn gì được hết. Đoàn bé cao gồm toàn con gái nhỏ trong làng, mà đứa lớn tuổi hơn hết mới có 14. Chúng nó có 7 đứa tất cả, toàn là con cái của cùng đinh. Bởi thế chúng nó chịu làm nghề mà đến cả những người lớn gan dạ nhất cũng không dám làm. Vậy lát sau đoàn hái cao võ trang mỗi đứa một chiếc dao bầu tới trước vườn Hương Thân Quế. Chó trong nhà sủa vang lên và một chị người nhà chạy ra mở cổng. Chị ta nói: Tụi bay cứ hái rồi thòng xuống, có người rước cao dưới này nè. Đây, dây đây. Vừa nói chị ta vừa phát cho mỗi đứa một sợi dây nhỏ bằng ngón tay út, và phát tới con Nhộng. Chị ta hỏi: Nhộng, má mày bớt không? Không. Trưa nay ở lại tao cho ăn cơm. Tôi phải về để đút cơm cho má tôi. Tội nghiệp. Chị ta nhìn theo con bé mù lòa, thương nó lắm nhưng không làm gì hơn được để giúp nó. Bọn bé cao chia vườn ông Hương Thân Quế ra làm 7 khu, mỗi đứa một khu. Chị người nhà tranh đấu cho con Nhộng được cái khu ở gần cổng hơn hết, để tránh cho nó cái khổ phải đi tìm. Bạn hữu nó đều vui lòng giúp nó, nên không ai tranh giành làm gì. Mặc dầu khu này rất tốt về phương diện hái cao, bởi không có cây cao tơ nào cả. Phải thấy cách chúng nó bẻ cao mới nhận thức được rằng cao tơ rất bất lợi cho chúng nó. Chị người nhà hô lên cho những người khác đi rước cao, còn chính mình thì rước tại khu của con Nhộng. Con Nhộng cột một đầu dây dừa vào eo ếch nó, dắt lại cái dao bầu và lưng quần cho thật chắc, trồng nài vào chân, đoạn ôm cây cao gần hơn hết mà leo. Đây là một giai đoạn dễ, hễ quen là leo được như chơi. Cái khó lên tới trên kia mới gặp. Việc khó thứ nhất là thử cao, bẻ đại một trái cao bất kỳ buồn nào, dùng dao bầu bữa ra để xem coi cao đã dày hay còn non. Nếu còn non thì phải để yên buồn cao đó. Con Nhộng không thấy đường nên phải xem bằng cái lưỡi của nó. Tuy thế không bao giờ nó lầm lẫn cả. Buồng cao thứ nhất được thòng dây xuống tới đất êm ru, và chị người nhà tháo gỡ mối cột để con Nhộng rút dây trở lên. Chị ta bắt đầu nín thở vì cái trò hồi hộp đã khởi sự. Mặc dầu đã xem bẻ cao từ thổ bé, nghĩa là gần 30 năm rồi, chị ta vẫn nghe nghẹt thở mỗi khi chứng kiến cái cảnh trò hát xì của bọn này. Con Nhộng ôm chặt thân cây cao rồi dùng sức mạnh của nó mà đẩy cho cây cao lay động như là bị gió thổi ngã nghiêng vậy. Nó lắc một hơi thì chị Tám,
người nhà, có cảm giác như là một luồng gió to đang thổi qua đây, vì cây cao ngã qua ngã lại thấy mà bất sợ. Con Nhộng đưa tay ra không trung, chụp lấy ngọn của một tàu cao của cây kế cận, rồi nắm chặt cứng. Cây cao này mọc cách cây kia độ một thước sáu tấc, bị lôi kéo như vậy nên cũng ngã nghiêng theo chiều của cây cao mà con Nhộng đang leo. Sức nghiêng của hai cây đều gia tăng, vì cây này kéo cây kia, gia tăng mãi cho đến một lúc nào đó hai đầu cây cao gần dụm lại với nhau. Con Nhộng chỉ còn ôm cây cao có một tay, tay trái, còn tay mặt nó thì mắc níu tàu cao bên kia. Khi nó tính toán đã đến lúc, nó vối tay mặt ấy qua, vừa với vừa buông cây cao đầu, vừa phóng mình qua cây kế. Chị Tám nhắm mắt lại, cúi mặt xuống, không hề dám chứng kiến cái giây phút ghê rợn ấy bao giờ. Chị đợi một hồi không nghe có tiếng gì rơi xuống đất hết, mới dám ngước lên mở mắt ra. Bây giờ con Nhộng đã ôm chặt cây cao thứ nhì rồi, và đang bẻ một trái cao để thử. Trẻ con làm nghề hái cao ở xứ Đồng Môn này đều thành động y như thế cả. Để tiết kiệm thì giờ và công tuột xuống leo lên mãi, vì mỗi ngày chúng phải hái hàng trăm cây, không hơi sức đâu mà leo từng cây như ở nơi khác. Nhưng ngay như những đứa bé sáng mắt mà truyền cây như vậy, cũng làm cho ta mọc ốc cùng mình rồi. Huống hồ vì con Nhộng không thấy đường, thì sự tính toán thì giờ của nó bấp bên là giường nào. Chị Tám thở dài, không còn lo cho con Nhộng nữa, mà lo cho chính thân chị. Nếu chị cứ ở mãi cho bà Hương Thân Quế để rước cao như thế này, thì ngày kia chị sẽ đau tim mất. Ở sáu khu kia trẻ con cũng đang làm y như vậy, và cả bảy cái mạng này giống như bảy cái đại đồng chung treo bằng sợi chỉ mạnh. Tuy nhiên chị Tám cố nhớ điều này để tự trấn an, là tai nạn ít khi xảy ra lắm, năm ba năm mới có một đứa bé bị rủi ro. Qua khỏi tuổi nào đó không làm nghề này được nữa, vì càng gần thành người lớn, trẻ con càng đâm nhát gan, với lại càng nặng cân, khó phóng mình từ cây này qua cây khác. Tai nạn lại chỉ năm ba năm mới xảy ra một lần, thì có lắm thế hệ trẻ hái cao không hề gì cả, vì chúng chỉ hành nghề được có mấy năm thôi giữa hai tai nạn nào đó. Nhưng càng cố nghĩ tới các sự kiện ấy để trấn an mình, chị Tám càng ghê rợn, vì hễ nghĩ thì nhớ, nhớ cái tai nạn rùng rợn nhất mới ác chứ. Năm đó con khen một đứa bé sáng mắt bị té từ trên một cây cao lão xuống, thế nào mà ngọn dao bầu dắt lưng lại đâm lũng ruột nó, lòi phèo ra thấy mà ớn xương sống. Nó được chở đi nhà thương nhưng khiêng bằng võng, đi bộ rồi sang qua xe bò, lâu lắc quá. Tới đường nhà thương Long Thành thì nó đã đuối sức vì máu ra quá nhiều ở dọc đường. Giả lại nó mà không chết vì sự mất máu thì nó cũng chết vì dập phổi dập gan. Con Nhộng cứ thử cao, hái cao, thòng buồn cao xuống, đoạn làm trò hát xiệc để truyền qua cây khác. Nó lặng lẽ làm việc, không đùa giỡn gian rơn như bạn hữu nó, có lẽ để tập trung ý tứ, hầu tránh rủi ro. Chị Tám cứ gian giái trời Phật cho không có việc gì xảy ra, bởi tình cảnh gia đình con Nhộng hiện rất nguy ngập. Nó còn bé thế, lại mang tật mù lòa, vậy mà nó vẫn là rường cột của gia đình nó. Bà nó chết cách đây 4 năm, và năm sau đó thì má nó mắc chứng bại sụi. Và từ đó chén cơm của hai mẹ con do chính nó kiếm lấy bằng cái nghề nguy hiểm này, vì trong làng không còn nghề nào khác để dành cho người mù lòa cả. Thím hai má con Nhộng mà có tiền đi nữa cũng không sống được, bởi nếu không có đứa con hiếu thảo của thím thì lấy ai đút cơm rót nước cho thím, với lại lo cho những việc tầm thường xong tối thiết cho thím như sự đại tiện, tiểu tiện. Chị Tám bỗng nghe ân hận đã giành rước cao của con Nhộng. Nếu rước cao của mấy đứa bé khác, chị không phải lo đến như thế này. Chúng nó bất kỳ đứa nào cũng có thể gặp rủi ro hết, nhưng chúng nó còn cha, còn mẹ. Cha mẹ chúng nó lại khỏe mạnh, chứ không phải là phế nhân như má con Nhộng vậy. Chị thề lần sau sẽ không dạy mà đi theo ủng hộ con bé mù lòa này. Sáu người rước cao khác là bà Hương Thân Quế với lại năm đứa con của bà. Họ khỏe run vì họ không hề biết thương dai, không hay lo bao đồng như chị Tám, mà trẻ con bẻ cao cho họ lại sáng mắt, khó lòng mà thọ nạn. Chị Tám nhất định không thèm nhìn lên nữa. Công việc của chị ở dưới gốc cao, hễ thấy một buồng cao thòng xuống tới đất thì cứ việc rước lấy rồi mở dây.
Chị mà có ngủ gục cũng làm tròn bổn phận như thường, vì lần nào thòng cao xuống con nhộng cũng gọi chị mà cho hay. Nhưng không nhìn lên thì nhìn xuống đất, cảnh dưới đất càng làm cho chị rỡn ốc. Cái cao nào cũng được rào bằng một hàng rào nọc thấp, chủ vườn đổ rác trong hàng rào ấy cho nó thành phân hầu tốt cao, với lại để củng cố gốc cao nữa. Những cây nọc ấy hồi mới thì được cưa bằng đầu, nhưng gió mưa về năm tháng đã gặm mòn đầu nọc, thành ra cây nào bây giờ cũng nhọn quắc, chỉa thẳng lên trời như để hăm dọa kẻ leo cao. Thật là khổ cho chị Tám không biết bao nhiêu. Chị lại tránh nhìn xuống, tìm đầu hàng rào mà ngắm để quên. Hàng rào trà rừng nhà ông Hương Thân Quới rất đẹp, nên ngắm một lát là chị Tám quên được. Thình lình chị nghe sột soạt như tàu cao khô rụng ban đêm và đang rơi như chưa tới đất. Chị ngước lên thì vừa lúc ấy chị nghe con nhộng kêu lên một tiếng thất thanh, kế đó nó rơi từ trên cao xuống. Chị Tám nhắm mắt lại ngay, giấu đầu giữa hai đầu gối của chị, rồi kêu lên quái quái như ban đêm gặp ma. Con nhộng không chết ngay. Thấy nó không thương tích gì, người ta khiêng nó về nhà nó, rồi chữa chạy theo trị liệu sai lầm xưa là cho uống mật gấu để máu bầm dễ tan. Nhưng nó vẫn á khẩu và bí đái suốt hai hôm. Đến hôm thứ ba, nó dục kêu lên được một tiếng lớn: "Má ơi, má!" Rồi tắt thở luôn. Truyện đăng trên Tuần Báo Lẽ Sống 1950. Hết truyện. Truyện Cây Đào Lộn Hộp. 8 giờ đêm, ngõ hẻm vắng lặng lạ kỳ. Thường thì đầu hôm trẻ con trong xóm tùng tam tụ ngủ trên ngõ để chơi đủ thứ trò mà trí tưởng tượng phong phú của chúng đã nghĩ ra, làm ồn không ai chịu nổi hết kia mà. Con vừa ngạc nhiên trước tình trạng này thì bỗng nghe đất ướt lầy nhầy dưới chân nó. Nó chợt nhớ ra rằng đám mưa đầu mùa mới dứt hộp đã làm cho ngõ hẻm bẩn thỉu bắt nhòm, nên bọn trẻ mới không buồn ra đây. Nhờ im tiếng trẻ nên đêm nay con vừa mới nghe được tiếng náo nhiệt của chợ Trương Minh Giảng, còn theo đuổi nó mãi tới trong này. Giải thích: chợ Trương Minh Giảng nay là chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3. Hết giải thích. Đến khúc quanh cây đào, nó nghe rợn rợn. Mặc dầu năm nay 21 tuổi, nó đã hết sợ ma từ lâu rồi. Sinh trưởng ở xóm này, nó đã từng khủng khiếp thổ bé mỗi bận đi ngang qua mấy ngôi mộ đồ sộ dưới gốc cây đào cổ thụ ở góc ngõ này. Cây ngõ chỉ mới có về sau đây thôi, ngày dựng lên khu chợ Trương Minh Giảng. Chứ trước đây, thuở nó còn bé, nơi này là đồng không mong quạnh. Cái rợn rợn đêm nay là di tích của nỗi kinh sợ ngày thơ của nó. Bỗng nó rụng rời, suýt kêu lên một tiếng. Một bóng trắng xuất hiện ra thình lình cạnh gốc đào khi nó qua vừa khỏi đường quanh. Nhưng nó tự trấn tĩnh được ngay và bật cười. Đó là bóng dáng quen thuộc, rất quen thuộc của anh mù mới tới đây ở chừng 6 tháng nay mà nó gặp mỗi sáng khi đi chợ. Đó là một thanh niên đẹp trai, đẹp trai theo con mắt nó. Sáng nào cũng thơ thẩn trong mấy ngôi mộ cổ xanh rêu, nhất là hay đứng rờ rẫm cây đào lộn hộp lâu đời, gió xù xì và đen thui. Ban đầu nó không biết hắn mù vì hắn luôn luôn đeo kính mát, ăn mặc sạch sẽ và sang trọng, và không có cử chỉ quờ quạng của những kẻ mò đường. Nhưng hắn ở đó mãi rồi ai cũng biết bí mật của hắn cả, do con cái của người dì họ mà hắn ở trọ loan ra. Con vừa là đứa con gái xấu xí nhất sớm, mà có lẽ xấu xí nhất nước Việt Nam cũng nên. Tuy nhiên nó không đần độn và sức khỏe của nó dồi dào, nên nó đã biết mơ yêu từ mấy năm nay. Lúc vừa khám phá được tật tính của người thanh niên mới tới sớm, nó tiếc sao có người đẹp đẽ như vậy mà lại mù. Nhưng rồi nó thấy đó là điều hay cho nó. Nó cho hình ảnh hư ảo của vị hoàng tử đẹp trai của những giấc mơ yêu của nó nhập vào anh con trai mù, vì con người thật bằng xương bằng thịt vẫn hơn một hình bóng mơ màng. Người con gái nào chắc cũng đã làm như vậy. Mà sở dĩ nó dám cho nhập như vậy, và cho nhập một cách ổn thỏa, lòng nó không ngập ngừng, là nhờ bệnh mù lòa đã hạ bệ người con trai tiểu tư sản này xuống tới giai cấp của nó. Nó nghĩ rằng mặc dầu hắn đẹp trai, hắn có vẻ người ăn học, hắn vẫn kém sút người của giới hắn, tức là nàng có thể dối lên. Con vừa sống những ngày vui vẻ với người tình tưởng tượng, người tình không quen biết,
khá mãn nguyện với những buổi gặp gỡ nơi khúc quanh. Nó thường dừng chân lại ngắm chàng giây lát để ước ao được săn sóc chàng, đưa vai cho chàng dịnh để cùng nhau đi ngoài phố. Nó chỉ dám yêu đến mức đó thôi, vì dầu sao cái uy tín dân thầy của người con trai vẫn còn, và uy tín ấy đã làm cho nó mặc cảm. Nó sợ, nhưng càng sợ càng yêu nhiều, và rất khổ sở mà không được yêu cụ thể. Rất nhiều hôm nó muốn liều đến gần chàng, nhưng cứ sợ người ta cười và sợ bị chàng hất hủi rồi phải tủi thân. Mấy đứa con của người dì họ của chàng rao lên rằng chàng là văn sĩ. Cả xóm, kể cả gia đình bà dì ấy, không ai biết văn sĩ là cái quái gì, nhưng nghe danh từ lạ, nó thán phục chàng lắm và càng mặc cảm hơn. Đêm nay đường vắng, không ai thấy cả. Con vừa dừng bước, do chịu rất lâu trong sự hồi hộp rồi cố gắng vô biên, nó nhẹ bước đi vào đám mộ. Anh, nó kêu lên nho nhỏ. Thanh niên giật mình làm thinh một lát rồi hỏi: Cô là ai? Em là Quan Mộng Dừa. Nghe cái tên lố lăng và dốt nát, thanh niên suýt bật cười, nhưng hắn cầm giữ được và hỏi: Giọng cô là giọng miền Nam, sao cô lại họ Quan? Dân miền Nam không mang họ Quan à? Không bao giờ. Con Dừa ngạc nhiên hết sức. Nó có biết đâu điều đó. Quan Mộng Dừa là tên thật mà cũng là tên giả của nó. Thật vì trong căn cứ của nó có ghi rõ ràng Hoàng Mộng Dừa, nhưng tên ấy không phải cha mẹ nó đặt ra. Nguyên năm ấy nó đi ở mướn cho một cô vũ nữ tên hay hiệu là Hoàng Mộng Thúy. Cô ấy lại có một người em gái tên hay hiệu là Hoàng Mộng Điệp. Nó nghe hay quá và ước ao được tên đẹp như vậy. Cô vũ nữ nói đùa: Vậy mày lấy tên là Hoàng Mộng Dừa đi. Người miền Nam ta phát âm sai, Mộng Dừa không có giống mũ, nhưng họ đọc y như là Mộng Dừa. Cô ta đùa như vậy vì thấy cái mặt nó tròn bầu bỉnh như cái mộng dừa khô. Vả lại cô ta cũng dốt. Hiệu của cô ta nhờ bố đặt cho. Còn tự cô ta đặt thì cô ta còn biết mộng gì bây giờ. Dừa không biết ất giáp gì, nghe Hoàng Mộng Dừa cũng kêu lắm nên chiếp trong bụng. Kịp năm sau tới tuổi lấy giấy căn cước, nó khai tên đó và nhờ chủ nó bịa ra tên cha mẹ cho ăn khớp với lời khai tên. Nó không được khai sinh lúc ra đời, nên lại nhờ chủ nó chứng cho và được thẻ với cái tên mà người hiểu biết ai nghe cũng ôm bụng cười. Sợ thanh niên nghi kỵ, nó nói láo: Em là người Hà Nội di cư vào đây mà. Muốn nhái giọng Bắc, nó lại phát âm sai chữ D và chữ V. Thế à? Thế cô tìm tôi có việc gì? Em thương anh. Nó nghẹn ngào chỉ nói được có bấy nhiêu đó, rồi nó thở hổn hển, mồ hôi toát ra dầm dề. Có sớm lắm hay không? Con vừa hiểu lầm tiếng sớm, vội giúp hắn vững lòng. Phải, còn sớm lắm, nhưng họ đã đóng cửa hết rồi. Vả lại em liều, không thèm sợ ai hết. Không, tôi nói sớm là ta chưa quen biết nhau. Yêu nhau vội vàng như vậy sao được? Dù sao tôi cũng cảm ơn cô. Sao lại không biết nhau? Em biết anh là văn sĩ, còn em là nữ sinh. Ba em là ủy viên cán bộ chủ tịch nhà ở đằng kia. Con vừa thấy nữ sinh le lắm nên mới xưng láo như vậy. Còn về ba nó thì nó đã trót nói là người di cư mới vào, thì phải chọn cho ông thợ mộc ấy một cái nghề gì có vẻ miền Bắc. Nhân thấy trong xóm có vài người miền Bắc làm gì ở đâu xa lắm, thỉnh thoảng mới về một lần, mang những chức vụ có mấy danh từ na ná như trên, nó mới gom tất cả các danh từ ấy lại làm một để tăng uy tín cho ông bố thợ mộc của nó. Lần này thanh niên phải bật cười ra tiếng vì cái chức vụ kỳ cục ủy viên cán bộ chủ tịch ấy. Anh cười gì? Tôi thấy là như vậy cũng chưa biết nhau nhiều. Con vừa rầu lòng than: Anh không thấy đường, em làm thế nào để giúp anh biết em thêm? À, cô nói đúng đó. Như vậy anh bằng lòng được với bấy nhiêu đó hay không? Kể ra thì cũng được, nhưng mà tôi bị bắt chợt, tôi chưa nghĩ gì về cô hết. Rồi anh sẽ nghĩ,
miễn là mỗi đêm anh cho em gặp ở đây. Rất vui lòng. Từ ngày ngoại bệnh thình lình, Thanh lui về nương náu nơi xóm này cho đỡ tốn. Chàng tuổi thân lắm và rất cần một an ủi tinh thần. Dạ, chàng đương tuổi trai, sinh lực cũng dồi dào như con dừa, mà vì bệnh tật túng thiếu, chàng không được gần phụ nữ cả năm rồi, nên nhu cầu sinh lý đang mãnh liệt nơi người chàng. Thứ nhu cầu nó thường xúi người ta nhắm mắt không đắn đo. Cứ bằng vào mấy câu đối thoại trên đây thì họ phải chia tay để rồi gặp nhau nữa, hầu biết nhau lần lần. Nhưng Thanh lại đưa tay ra sờ soạn tìm người con gái có cái tên ngộ nghĩnh, vừa thơ mộng vừa củi đục, khiến chàng không thể căn cứ vào cái tên để tưởng tượng nàng đẹp hay xấu. Con vừa mỉm cười đưa tờ báo ra cho tay chàng đụng phải. Thanh hỏi: Em đi mua báo về cho ba đấy chắc? Dạ. Nó lại nói láo nữa, ba nó không bao giờ đọc báo. Nó mua giùm cho bà Sáu vé số, một bà chuyên cho tiền các tài bán vé số lẻ. Nó rất mừng mà thấy Thanh đã đổi lối xưng hô và đánh bạo nó nắm lấy tay chàng. Em thơm lắm, chàng khen khi nó ngã đầu vào ngực chàng. Đêm nay nhân con gái bà Sáu trang điểm để đi xem hát, nó ké một chút xíu phấn thơm và nước hoa. Hai bữa bối đã giúp phần nào quyết định của nó khi bước chân vào đây. Anh cũng thơm lắm. Em mấy tuổi em? Dạ 18. Em đẹp hay không? Thanh vừa hỏi vừa sờ tay mò mẫm những chỗ lồi lõm trên mặt bạn. Ảnh của em được trưng trong tủ kính tiệm chụp hình ngoài chợ. Vừa tự sụt đến 3 tuổi và tự tăng nhan sắc của mình lên đến bực được bày ảnh nơi tiệm hình. Em nè. Dạ. Anh mù lòa. Em biết rồi. Anh nghèo lắm. Không sao. Hiện giờ anh vẫn kiếm được chút ít tiền, nhưng phải để dành cho đủ, hầu mổ mắt. Anh làm gì? Làm văn sĩ như em nói đã biết rồi khi nãy. Ừ, nhưng anh làm gì mới được chứ? Anh viết tiểu thuyết đăng báo. À, hay, hay quá. Bà Sáu biểu em mua báo để coi cái tiểu thuyết Thu Sang Lá Rụng Người Về Bơ Vơ, mà đọc lên ai cũng khóc hết. Trời, anh giỏi quá. Con vừa bị ló đuôi vì vừa buộc miệng khai sự thật là nó mua báo giùm cho bà Sáu nào đó không biết. Thanh thấy rằng nó vừa quê dốt vừa giả dối, nhưng chàng bỏ qua tất cả từ lúc nghe mùi hương nơi tóc nó, từ lúc nghe hơi nóng và nhịp tim của nó trong lòng chàng. Chàng đính chánh: Không, anh không có viết chuyện đó. Anh viết chuyện lúa vàng phẫn nộ. Sao nghe không hay bằng cái kia? Thanh cười hôn lên tóc nó rồi hỏi: Cái này có lẽ hay hơn tất cả, có phải không em? Dạ phải. Từ đó mỗi ngày đi chợ ngang qua khúc quanh cây đào, con vừa đều đằng hắn lên để thấy Thanh vịn gốc đào ngó ra mỉm cười với nó. Và mỗi đêm họ đều gặp nhau ở đây sau khi trẻ con thôi chơi giỡn. Nó thấy rằng anh Thanh nói chuyện nghe hay lắm, mặc dầu nó không hiểu nhân tình của nó nói những gì. Thắc mắc đầu tiên của nó được Thanh giải đáp như thế này, nó nghe mê mặc dầu không thỏa mãn. Tại sao ngày nào anh cũng ra đây rờ rẫm gốc đào? Thanh nhìn qua hướng cây đào lộn hộp cổ thụ, cây đào độc nhất của một vườn đào ngày xưa nào còn sót lại trong xóm, nhờ mọc giữa một khóm mộ cổ không bị người ta đốn để lấy chỗ cất nhà. Chàng say sưa nói: Tất cả cuộc đời đều xóa nhòa nơi trí tưởng của anh. Anh quên hình dáng và màu sắc của mọi thứ, chỉ trừ cây đào lộn hộp thiên nhiên này thôi. Cái vật đẹp vô cùng mà khi chưa bệnh anh thường ngắm, mỗi lần vô sớm này thăm dì anh. Em có thấy rằng nó đẹp hay không? Cây cổ thụ nào cũng đẹp cả, vì nó gợi nhớ cả một thời dĩ vãng, mà nó là nhân chứng. Nó đã thấy Sài Gòn ngày xưa, hay nói cho đúng đã thấy một làng Sài Gòn ngày xưa với nếp sống chắc lạ lùng lắm, không hẳn thôn quê mà cũng không hẳn thành phố. Nó đã thấy mấy gia đình phú hộ ngoài Sài Gòn vào đây chôn ông chôn cha rồi tàn rủi luôn, không còn ai để trở vào đây săn sóc mồ mả nữa cả. Riêng cây đào này, nó mọc lên cao được 2 thước rồi nằm ngang, trông như một cây tùng quy của bộ cây cảnh non bộ nào.
hình ảnh cằn cỗi cổ kính của nó là hình ảnh độc nhất của cuộc đời, còn ghi rõ nơi trí anh, nên anh thương mến nó lắm. Họ ngồi hợp trong thành ngôi mộ bằng vôi trộn nhớt ô dước, to lớn nhất khóm, không ai trông thấy được cả, để tận hưởng hạnh phúc riêng của họ. Vừa thì hoàn toàn sung sướng trong tay người tình đẹp trai và thanh nhã với sự ăn học của chàng, thanh thì cũng hoàn toàn sung sướng với trên tay một thiếu nữ mà chàng mù quáng yêu. Không biết mặt mũi ra sao cả, nhưng cứ đinh ninh là nàng xinh đẹp vô cùng. Họ yêu nhau như vậy được 6 tháng, không hề có cơn sóng gió nào làm xao xuyến mối tình của họ cả. Nhưng một đêm kia, trong cuộc hội kiến thường lệ, vừa buồn rầu báo tin cho bạn hay rằng nó đã có thai. Thanh chết điếng một hơi rồi hỏi: "Em chắc hay không?" "Chắc lắm. Em lén hỏi nhiều người, họ đều nói em có dấu hiệu ốm nghén." Qua cơn kinh sợ đầu, Thanh vui vẻ trở lại và an ủi bạn: "Em đừng lo, độ nửa năm nữa là anh có đủ tiền mổ mắt. Chừng ấy anh sẽ làm ra nhiều tiền để nuôi em và nuôi con. Anh sung sướng lắm mà nghĩ rằng khi ra khỏi cảnh mù lòa, anh sẽ thấy mặt cả hai người thân yêu, em và con." "Nhưng bây giờ em biết ăn nói làm sao với ba má?" "Em cứ nói thật, anh dám chịu trách nhiệm." Nhưng trái đời nhất thế gian, con vừa quyết định không nói sự thật. Khi có một chàng con trai lương thiện hiếm hoi dám đứng ra lãnh lấy gánh nặng mà phần đông con trai khác đều trốn tránh. Nó giấu mẹ để nôn ọi, bịt bụng để che cái thai. Nhưng khi thai được 4 tháng, không thể đậy điện được nữa, nó đành nhẫn nại đợi sự trừng phạt. Má nó sanh nghi đã lâu, vì thấy nó sức còn con gái mà tự nhiên biến ăn, không đau ốm gì mà cứ rã rượi và thõn cả hai má vô. Hôm ấy bà nhìn kỹ con dừa rồi thấy rằng không thể làm được. Bà chết sững rất lâu rồi chụp lấy nó mà cật vấn: "Có phải là mày con nghén hay không?" "Con không biết." "Đồ dịch, đồ quỷ, đồ yêu, đồ ngựa bà. Rõ ràng là con nghén đây chứ còn gì nữa. Mày lấy ai hỡi con khốn kia?" Con vừa cứ đứng lặng thinh rồi toan bỏ đi. Má nó lại chụp nó một lần nữa và chửi: "Đồ con báo đời, đồ con trời đánh. Mày lại định để vậy đặng bêu xấu tao với ba mày hả? Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi, cả dòng cả họ tôi, bên nội bên ngoại, có ai mà hư thân mất nết như vậy không hay nè? Ăn thua gì với má mà má la rùm? Trời ơi, bà con sớm gì nghe nó nói trẻo hỏng đây nè. Sao tao lại không ăn thua? Mày lấy ai phải nói ra để tao bắt nó cưới mày, chứ để cái bụng bình rỉnh nó sớm diện cười tao với ba mày thúi đầu." "Con không biết má à." "Sao lại không biết?" "Con gặp người đó có một lần à, rồi y đi mất." "Con này nói khó nghe dữ, gặp một lần mà có chữa được sao?" Nó không cãi lẽ nhưng nhất định giữ lời khai. Nổi nóng, má nó rút roi mây, chiếc roi sắm để đánh các em nó, mà quất nó một trận tơi bời. Đánh đến mỏi tay, má nó buông nó ra, chửi nó một hơi nữa rồi tạm dẹp cuộc thẩm vấn lại. Con vừa cắn răng làm thinh, không hề hít hà một tiếng. Tối lại má nó bèn đem sự khám phá ra để báo cho ba nó hay. Chú Đáng đi làm bên trại hòm về còn mệt, nên làm thinh ăn cơm mắng sơ vợ: "Đờn bà hư, có con mà không biết giữ. Lời tục người ta nói, con hư tại mẹ là phải lắm. Giao cho má nó lo cho tròn không thôi, hai mẹ con chết với tao à." Rồi chú ấy tiếp tục ăn, ăn xong đi ngủ như không có gì xảy ra cả. Thiêm Đáng biết chồng là tay độc thủ, chú ta càng không nói gì, càng đáng khiếp sợ hơn. Bởi luôn luôn sau những lần làm thính như vậy, chú hành động rất dã man, tàn nhẫn. Những trận đòn mà Thiêm thỉnh thoảng phải chịu làm cho Thiêm khiếp vía mỗi khi nhớ đến. Vì thế mà sáng hôm sau Thiếm lại cật vấn con: "Mày khôn hồn à, thì nói thiệt để ba mày với tao lo. Bằng không à, ba mày nói giận lên thì nát xương à, mày biết chứ." Con vừa đã cả quyết nên hôm nay nó không buồn đáp lại một lời. Thiếm Đáng tra vấn một hơi vô hiệu quả nên nổi xung thiên, Thiếm rút roi mà quất như mưa. Cả mặt cả tay con vừa đều mang lằn ngang lằn dọc, đỏ như vẽ bằng sơn tàu.
kể những làn gió trên lưng, trên vế, trên mông không thấy được. Nhưng rốt cuộc thiếm đáng cũng phải chịu thua nó vì quá mỏi tay. Nó lì như trâu, cứ làm thinh mà chịu, không nói không rằng gì cả. 4 hôm trôi qua, thiếm đáng xoay ra năn nỉ con, dỗ ngọt nó, mong đổi chiến lược thiếm sẽ moi ra được tiết lộ nào chăng. Thiếm thương con, muốn nó được một tấm chồng, và rất lo sợ nó sẽ bị trận đòn nhất sanh nhất tử của chồng thiếm. Năn nỉ không xong, thiếm mua chuộc lời khai của nó bằng cả bao nhiêu tiền dành dụm chắc mót được của thiếm, nhưng thiếm chỉ hao hơi mỏi miệng mà thôi. Túng thế thiếm đáng phải thú thật bí mật gia đình cho vài người bạn gái rất thân nghe, để nhờ họ dỗ con dừa. Nhưng tất cả những người đàn bà khôn khéo ấy đều thất bại. Ngày chủ nhật, chú đáng nghỉ làm theo luật lao động. Sáng dậy chú đi uống cà phê và lá cà ngoài chợ cho tới gần 10 giờ mới về. Chú hỏi vợ: "Má nó đi chợ có mua ớt hiểm hay không?" "Có, chi vậy?" "Má nó đâm cho tôi một chén muối ớt." Thiếm đáng rụng rời vì thiếm đã nếm mùi muối ớt nhiều lần rồi. Nhưng sợ chồng, thiếm không dám hó hé, vội thi hành mạng lệnh ngay. Khi thiếm làm xong công việc mà chồng thiếm giao phó, chú đáng bước xuống nhà sau, bắt ghế đứng lên, rồi rút từ trên nhà bếp xuống một chiếc roi đuôi cá đuối. Thiếm đáng rưng rưng nước mắt, còn con dừa thì tái cả mặt toan bỏ chạy. Ba nó cười gằn một tiếng rồi chụp tóc nó, đè đầu nó xuống đất. Đoạn chú ta rẽ tóc con làm thành 2 sợi dây đánh, cột tóc ấy lại nơi chân cột nhà bếp. Chú ta bình thản và chậm rãi như một nhà nho thời xưa, làm cái công việc ghê gớm ấy mà không lộ một tí sắc giận, y như là cột con gà hay cột một bó dây lạc. Thiêm đáng mếu máo nói: "Vừa vừa thôi ông ơi, kẻo chết con tôi." Người mẹ đã mang nặng đẻ đau đào cũng thương con nhiều hơn cha, và đau lòng hơn khi thấy xác thịt con họ bị giày vò chà đạp. Phương chi chính thiếm đã biết tay ác hiểm của chồng thiếm hơn ai cả, thì làm thế nào mà thiếm an lòng được khi nhìn bao nhiêu chuẩn bị đó. "Dừa!" Chú đáng gọi. "Dạ." "Mày lấy ai mà có chữa?" "Dạ con không biết." Chú đáng cười gằn: "Như vậy thì tao phải liều như không có đẻ mày." Nói xong chú quật xuống một roi, kêu cái chót, nghe như con dừa đang đứt làm 2 đoạn. Thiếm đáng nín thở, lũ em của dừa im thinh thích, còn con dừa thì cắn răng, cố nằm yên không nhúc nhích. Đoạn trót, rồi trót, rồi trót. Chú đáng quất độ 20 roi thật thẳng tay lên lưng, lên mông con dừa, vẫn cứ bình thản như người ta đặt một tấm nệm phơi cho bay bụi ra vậy. Xong chú dở áo nó lên. Thiếm đáng bậm môi ngó lơ đi nơi khác. Những làn roi nổi gân lên đỏ lờm vắt ngang qua lưng con dừa. Chú đáng giới tay cầm chén muối ớt ra, thoa lên các làn roi ấy như một bà nội trợ ướp cá. Lần đầu tiên con dừa hít hà và cụ cựa. Muối ớt thấm vào thịt qua các vết thương mới, làm cho nó đau đớn vô cùng. Chú đáng nhịp roi lên mông nó, chờ đợi một hơi kết quả của cách tra tấn riêng của chú, rồi hỏi: "Mày chịu khai hay không?" Con dừa vừa hít hà vừa đáp: "Con không biết ba à." Thiếm đáng rủa thầm nó: "Thật là đồ cố lì như thằng cha nó, quả rau nào sâu nấy mà." Trận quốc lại tiếp diễn liên tu bất tận, khiến thiếm đáng nghe chóng mặt quá. Khi thiếm nghe con dừa rên ư ư và nhìn thấy toàn thân của nó run rẩy lên, thiếm gian chồng: "Tôi lại ông mà nới tay giùm một chút, dẫu sao nó cũng là máu mủ của ta." Để đáp lại lời cầu khẩn của vợ, chú đáng mạnh tay thêm và mau tay thêm. Chiếc roi lên xuống kêu dù dù và không ai trông thấy nó được nữa. Con dừa rên hừ hừ rồi khóc lên vài tiếng ngắn mà nó cố bóp cho chết. Thiếm đáng khóc lớn và lũ trẻ em gục dừa đua nhau mà khóc rùm, khiến người lân cận ngỡ nhà có ai vừa mới tắt hơi. "Ôi ông ơi, chết con ông ơi, ông cứ đánh tôi đi, vì lỗi cũng tại tôi mà ra." Khi hàng xóm chạy tới thì thấy thiếm đáng nhào vô mà đỡ đòn cho con. Thiếm nằm sấp trên mình con dừa, hứng lấy tất cả bao nhiêu cái vút của ngọn roi nhám, lởm chởm những cái khúc cứng như đá của đuôi con cá đuối biển, dài đến 2 thước tay. Chú đáng vẫn không ngớt tay quất, có lẽ chú nghĩ rằng đứa nào dại nhào vô thì chịu lấy.
và vợ chú cũng đáng đòn lắm. Nhưng lúc mấy bà láng giềng nhào tới thì chú buông roi liền. Không phải vì nể họ mà vì chú đã mỏi rụng cánh tay rồi. Chú thở hổn hển bỏ đi lên nhà trên. Thiên Hạ xem lại thì con dừa đã ngất đi từ lúc nào không biết. Họ vội ngậm nước phun lên mặt nó một hơi, nó mới tỉnh dậy. Bẵng đi 10 hôm con dừa không đến với bạn. Trong mấy ngày đầu Thanh thắc mắc rồi đâm ghen. Con dừa có ngén hay không không chắc lắm. Quả chàng đã sờ bụng nó và thấy khác thường, nhưng cũng không phải là bằng cớ rõ rệt. Có thể nó ăn quá no trước khi đến rồi đặt điều cho vui vậy thôi. Và nó có thể chán anh mù để đi theo anh chàng nào khác. Rồi chàng nhớ nhung người bạn đã an ủi cảnh đời tâm tối của chàng, và rốt cuộc lo lắng vì đoán nó có thể bị tai nạn gì cũng nên. Đêm đêm chàng dẫn ra khóm mộ cây đào lộn hộp, vì thói quen mà cũng là để đi hành hương ở một nơi mà chàng đã qua một đoạn đời tình cảm có lẽ thú vị nhất đời chàng. Đêm ấy chàng thấy hơi sương lạnh, vừa toan trở gót bỗng nghe lá đào khô cựa mình dưới đất vì có chân ai đạp lên đó. Chàng không dám vội mừng, sợ phải thất vọng, nhưng bỗng có tiếng gọi nho nhỏ. Anh! Ủa? Em! Trời ơi! Hôm nay em đi đâu? Em bệnh mới đỡ. Vậy à? Em bệnh làm sao? Con vừa cầm tay bạn, dẫn cho hắn sờ lên lưng nàng, lên mông nàng. Trời ơi! Sao em ra thế này? Ba đánh đòn. Trời ơi! Sao vậy? Ba đánh đến em chết giấc, nhưng em vẫn không khai. Rồi em nóng lạnh nằm ly bì. Không khai cái gì? Không khai anh ra. Bậy nà. Trời ơi, em dại quá. Anh đã nói là anh chịu trách nhiệm chứ mà. Không, em quyết không hại anh. Em nghĩ sai rồi. Có hại anh chỗ nào đâu. Bất quá ba má bắt anh cưới em là cùng. Không, em thương anh lắm, không đành làm khổ anh. Một lần nữa con dừa đã nói láo. Sở dĩ nó quyết chịu chết chứ không khai tác giả của cái thai là chỉ vì lợi riêng thôi. Thành yêu nó mà không ai biết, và không biết nó là ai và ở đâu, và ngỡ là nó xinh đẹp lắm. Nếu câu chuyện đổ bể tùm lum, sẽ có kẻ cho chàng biết rằng chàng đã ấp yêu một cô gái bẩn nhất sớm và xấu xí nhất Sài Gòn. Chàng sẽ dở mộng và không yêu nó nữa. Không, nó phải là cây đào lộn hộp thứ nhì trong đời chàng. Nó phải là hình ảnh thân yêu thứ nhì trong trí tưởng của kẻ mù lòa. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh thật mà chàng còn giữ được và chung kiên với hình ảnh đẹp ấy. Hình ảnh thứ nhì là nó. Chàng chỉ mới tạo ra trong cảnh mù lòa đây thôi, nhưng cũng mến yêu lắm và chung kiên lắm với cái đẹp tưởng tượng của hình ảnh sau đó. Khai chàng ra, gia đình nó và cả thiên hạ đều sẽ biết mối tình thầm lén này, và Thanh sẽ biết nó là ai. Một đứa nghèo hèn, đen đúa và xấu như ma. Không, nó phải hoàn toàn là bí mật, là một bóng ma trong đời chàng, là một ảo ảnh mà chàng mê say như bất kỳ ảo ảnh tốt đẹp nào trên đời này. Em nè. Dạ. Em tên thật là gì và con của ai? Đã nói em tên Hoàng Mộng Dừa mà. Anh không tin rằng tên em là kỳ cục như vậy. Em là con của ai? Ở sớm nào? Nói cho anh biết, anh sẽ tìm đến tạ tội với ba má. Không. Anh lại em. Sợ thấy vết thương trên người em, anh sốt ruột, đau lòng lắm. Không, nhất định không. Chú Đáng chỉ đánh con có một lần thôi, rồi bỏ trôi luôn. Chú là kẻ biết rõ sức chịu đựng của con người. Khi con vừa chịu đựng được như thế thì chỉ còn có nước chịu thua nó thôi. Dạ, câu chuyện cũng tùm lum ra rồi. Ai cũng biết nó chữa quan cả rồi thì không còn cứu vãn được. Thôi cũng xong một đời nó. Trong giới lao động của chú, người ta đã dám công khai nuôi nấng và thương yêu những đứa con quan mà rốt cuộc đời vẫn tốt đẹp. Và rồi không ai cười ai cả. Chú Đáng bỏ trôi. Thím Đáng nhẫn nại chịu cảnh không được gả con lấy chồng, và cái thai của con dừa cứ lớn một cách suôn sẻ. Đến cuối tháng thứ 9, Thanh cho bạn một số tiền để ăn đẻ. Chàng vui vẻ báo tin cho bạn hay rằng độ nửa tháng nữa là chàng đi mổ mắt, vì đã đủ tiền rồi. Chàng sẽ thấy mặt vợ con và sẽ tìm cha mẹ vợ mà xin thú phạt.
Con vừa hoảng hốt vội ngăn: "Đừng, anh không nên mổ, rủi ro chết thì em khổ lắm." "Không chết đâu, ai biết được, nên để dành tiền là hơn. Em sẽ đi làm để nuôi anh, ta tìm một căn nhà ở xa đây rồi ở chung với nhau." "Em bắt anh đuôi mù trọn kiếp sao?" "Có hại gì đâu, anh mù mà em cứ thương anh là đủ rồi." Thanh sung sướng lắm, hôn bạn lu bù, nhưng chàng quyết không nghe lời khuyên, mà chàng ngỡ là do tình yêu của bạn. Trong khi con vừa nằm chỗ thì Thanh đi mổ mắt thật, và chàng sáng ra, về nhà một lượt với bạn chàng đầy tháng. Giờ sáng rồi, Thanh lại không biết bạn ở đâu mà tìm, nhưng con vừa lại thấy bạn nó ra khỏi cảnh mù lòa. Sáng sáng đi ngang qua khóm mộ cổ, nó gặp người thanh niên đẹp trai đứng giữa gốc cây đào lộn hộp, mắt không đeo kính mát nữa. Trước đó nó đã xin với bạn cho nó được thấy đôi con mắt bệnh của chàng mấy lần. Chàng đã bỏ kiến mấy lần khi nó đi ngang chợ qua đó và đánh tiếng lên. Nên chi ngày nay, nhìn sự khác biệt giữa tình trạng trước và tình trạng bây giờ, nó biết ngay Thanh đã mổ mắt xong. Hơn thế, cuộc giải phẫu ấy thành công vì Thanh đã nhìn đây nhìn đó, mỉm cười khi thấy một đứa bé chạy té trên ngõ. Nó đi qua, Thanh thấy nó nhưng không hề nhìn. Đối với Thanh, nó không chỉ là một kẻ xa lạ thôi, mà là một kẻ xa lạ không đáng chú ý. Nó vừa xấu vừa rách, trông bần cùng quá đi mất, ai còn chú ý đến làm gì. Con vừa tủi thân rưng rưng nước mắt. Khi nãy có mấy giây nó mừng quýnh muốn nhảy đến ôm lấy bạn mà mừng, nhưng giờ thì nó thấy rõ rằng hắn sẽ đẩy nó ra, cho dẫu biết rằng nó là nó, biết rằng nó là thiếu nữ mà chàng đã ôm ấp trên tay và thương yêu một cách chân thành. Chàng sẽ kinh ngạc, rồi ghê tởm nó, rồi xấu hổ vì nó. Trời ơi, chàng vẫn trung thành với hình ảnh cũ của cây đào lộn hộp mà chàng vuốt ve trong những ngày u minh của chàng, còn mình thì không. Trời ơi, thế là hết rồi, những ngày diễm ảo của chàng và của mình. Không, chàng đã ra khỏi cảnh mù lòa, nhưng không nên để cho chàng ra khỏi giấc mơ tiên của chàng. Dầu sao mình cũng mất chàng, nhưng ít lắm hình ảnh giả về hoàng mộng dừa cũng phải được lưu mãi nơi trí chàng. Con dừa lầm lũi bước, nước mắt rơi ướt cả mặt nó. Hôm ấy chàng đang ngồi buồn, định đọc cho thằng bé con của người dì viết một đoạn tiểu thuyết. Lối mượn tay những ngày bệnh tật đã thành thói quen, thì một đứa bé bước vào sân có vẻ tìm nhà ai. "Gì đó?" chàng hỏi. "Tôi kiếm nhà thầy Thanh." "Ở đây, có chuyện gì?" "Có thơ cho thầy." "Thơ của ai gửi?" "Của chị tôi." Thanh mừng đến muốn ngợp thở. Chàng sẽ níu thằng bé và sẽ tìm ra tung tích vợ con chàng. Đưa tay nhận mảnh giấy xếp nhỏ, chàng nhìn đứa bé mang thơ và thấy nó rách và dơ quá, khiến chàng thắc mắc về bạn của chàng hết sức. Thằng bé trao thơ xong toan đi, nhưng Thanh níu nó lại và nói: "Để rồi đi với anh cần gặp chị." "Đâu được, chị tôi chết rồi." "Chết rồi?" Thanh kêu lên rồi đứng đó mà chết điếng. Lâu lắm chàng mới hỏi thêm được: "Chết hồi nào?" "7 ngày rồi, chôn rồi." "Trời ơi." Thằng bé bấy giờ mới khóc. Nó đã khóc nhiều nhưng đã quên được rồi. Giờ nó thấy cảnh bi thảm, người thanh niên trước mặt nó đang rưng rưng lệ. Nó mới sực nhớ đến đau thương trong gia đình nó. Nó mếu máo nói: "Chị tôi lúc gần chết đưa thơ này nè, dặn tôi tìm thầy mà trao, là dặn tôi đừng cho ai biết hết." Thanh rơi xuống ghế rồi úp mặt lên bàn mà khóc mù. Chiều hôm đó, chàng dò hỏi rồi đi thăm mộ bạn, chôn trên đất chùa ông Tạ. Chàng đã biết rõ nguyên do cái chết của Hoàng Mộng Dừa, người tình yêu mến mà không bao giờ biết mặt, nhờ bức di thư của nàng. Con Dừa học chữ ở một lớp học bình dân, viết không rành rẽ, nhưng chàng vẫn hiểu được ý nó muốn nói gì trong đó. Đến nơi, chàng lấy nhang ra thắp 3 cây, cắm lên nấm mộ mới đắp, rồi vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Em Dừa ơi, em đẹp hay xấu, sang hay hèn, anh không cần biết. Anh chỉ biết rằng anh đã thành thật yêu em, và em đã cho anh hạnh phúc thật to lớn nhất của đời anh. Không, em sẽ còn mãi mãi trường cửu tồn tại nơi lòng anh,
còn lâu bệnh hơn là cội đào lộn hộp. Nó sẽ chết đi một ngày nào đây. Và anh quên nó dễ hơn là quên một người đáng thương như em vậy. Đăng trên Nhật Báo buổi sáng năm 1962. Hết truyện. Hết tập 1. Còn tiếp